Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Thì hôm nay đang có mẫu xe đạp địa hình Tour XR310, một chiếc xe đạp mang thương hiệu của Malai. Chiếc xe trang bị là khung nhôm, bộ chuyển động Shimano DOG với 10 tầng lít và một tầng đĩa đạp các bác nhé. Các bác có thể nhìn trên hình khung của chiếc xe rất là đẹp. Đấy, thiết kế cực kỳ là chất các bác nhé. Với cái đường nó có một cái đường bo từ cuối khung mà vắt thẳng một phát lên trên cổ phốt này, và nó hơi uốn cong ở đây rất là đẹp các bác nhé. Đấy, khung nhôm sơn si thì cũng còn tương đối là đẹp các bác nhé. Các bác có thể nhìn trên hình đánh giá sơn si là cũng còn rất là bóng mới, chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về không thể tránh khỏi thôi. Còn lại thì tổng thể xe từ bộ chuyển động các thứ sơn si cũng còn cực kỳ là tốt các bác nhé. Dây thì toàn bộ được chạy âm sườn rồi. Đấy, từ dây đè rồi kể cả dây phanh dầu các bác nhé. Về thành dầu này cũng đã được chạy âm vào khung luôn các bác nhé. Một chiếc xe rất là đẹp và đang được bán với em mức giá chỉ còn là 8,8 triệu các bác nhé. 8,8 triệu cho một chiếc xe đạp địa hình leo núi với một tầng đĩa đạp. Đùi đĩa thì được sử dụng được ép ram các bác nhé. Ép ram đây là dòng SX đây. Đấy, đùi đĩa rất là đẹp. Chuyển động thì được sử dụng là của Shimano DOG với 10 tầng lít. Một trong những cái bộ chuyển động mà cũng được rất nhiều các bác ưa chuộng và tin dùng của DOG này. Đây các bác nhá, tay bấm xả trên này cũng DOG 10 speed này. Bên này thì vì là chỉ có một đĩa đạp nên là không có đạp đĩa, là không có tay xả bên này. Phanh của xe thì được trang bị là phanh dầu. Phanh dầu của Shimano các bác nhá. Và nó có một cái khóa hành trình giảm sóc luôn trên tay lái để cho các bác dùng rất là tiện lợi. Giảm sóc của chiếc xe được sử dụng là giảm sóc hơi luôn rồi các bác nhé. Đấy, với cái mức giá 8,8 triệu thôi, cấu hình rất là ngon, bánh bánh nha. Đấy, còn được là 27,5 inch nữa. Mây ơ thì toàn bộ là chạy bi vòng bạc đạn rồi. Một cây sóc hơi, màu sắc rất là đẹp. Và dàn sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây, và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Giá size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 42 cm. Khóa yên đấy, tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe buộc các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 đi theo đường học. Và ấn phần chuyển động xe này nó cực kỳ là một mà nó có thể một người đi lái. Và chiếc xe đang có giá bán với em là 8,8 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.